Kính thưa quý vị, thông tin đang được lan truyền trên các trang mạng xuất phát từ trang mạng thời báo.di cho biết ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng, Chính phủ, Chủ tịch nước Việt Nam đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi lên làm việc liên quan đến tài liệu chứng minh nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan và Cao Minh Chí là Giám đốc Truyền thông Trường Phổ thông Duy Tân và Phan Quốc Việt, Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cả hai người này vẫn đang bị điều tra mở rộng. Tin đồn còn cho biết thêm rằng hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc và vợ là bà Trần Thị Nguyệt Thu đã bị cấm xuất cảnh. Để tránh bị phát giác, bà Trần Thị Nguyệt Thu đã nhờ bà Bùi Thị Thu Hà là vợ của Thiếu tướng Đàm Thanh Thế đứng tên dùm cho khối tài sản nhiều ngàn tỷ. Đàm Thanh Thế là người có họ hàng anh em phía mẹ của ông Phúc. Hồi cuối năm 2013, Đàm Thanh Thế xin biệt phái từ ngành công an để chuyển sang làm phụ trưởng trong văn phòng chính phủ, thư ký riêng cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Lúc đó, ông Phúc là phó thủ tướng, trưởng ban chỉ đạo 389. Vào tháng 7 năm 2016, sau khi Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng, Đàm Thanh Thế được bổ nhiệm giữ chức tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389. Đây là cơ quan trung ương quyền lực, chỉ đạo các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả của chính phủ. Có thể nói, Đàm Thanh Thế nắm giữ một vị trí trung gian rất màu mỡ, có quyền lực rất lớn và kiếm được rất nhiều tiền trong hơn 5 năm trở lại đây. Khi đang làm thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc dùng phó thủ tướng Trương Hòa Bình và trung tướng Trần Văn Vệ, tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, khởi tố bắt giam nhiều cán bộ doanh nghiệp để trả thù cá nhân cũng như tiêu diệt đường chính trị của họ nhằm rộng đường thăng tiến của mình. Điển hình như vụ án liên quan đến Vũ Nhôm, tức là Phan Văn Anh Vũ, khi chứng cứ kết tội dựa vào suy đoán của cơ quan tố tụng, người bán đất công vụ là nhà nước là nguyên nhân phạm tội, thì không xét xử mà lại kết tội người mua đất. Trong phiên tòa ngày 1 tháng 7 năm 2020, Vũ Nhôm đã hỏi quan tòa rằng có chứng cứ nào khẳng định bị cáo cấu kết với lãnh đạo Đà Nẵng thì quan tòa trả lời rằng dựa vào kết luận điều tra và cáo trạng đủ chứng minh có sự cấu kết thế nhưng quan tòa không đưa ra chứng cứ gì mà chỉ suy đoán thực trạng này phản ánh nền tư pháp của việt nam không dựa trên hiến pháp công lý hay sự thật mà tùy thuộc vào ý chí chủ quan của lãnh đạo và việc mua bán công lý hơn nữa nguyễn xuân phúc còn cướp cảng quy nhơn công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn do doanh nghiệp tư nhân Lê Hồng Thái quản lý, đã bị Nguyễn Xuân Phúc thu lại để chuyển giao cho con rể của Phúc là Vũ Trí Hùng. Còn nguồn tiền đầu tư thì ông Phúc yêu cầu Đỗ Quang Hiển, tức là bầu hiển chi ra. Nguyễn Xuân Phúc còn dùng trung tướng Trần Văn Phệ để khởi tố bắt giam nhiều phe cánh của Tô Lâm và Trần Đại Quang. Chẳng hạn như vụ án của Đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục Phó Cục Tình báo Bộ Công an là con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, là thủ trưởng cũ và là chỗ thâm tình của Tô Lâm. Và đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm. Năm 2019, Nguyễn Xuân Phúc bật đèn xanh cho tướng Trần Văn Vệ sờ gáy đại táng Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Hồ Hữu Hòa vốn là thầy phong thủy, nên thân quen với nhiều ủy viên bộ chính trị và các tướng lãnh trong ngành công an. Sau đó, Hồ Hữu Hòa đã chuyển sang nhận nhiệm vụ mới trong giáo hội công giáo Việt Nam. Đại tá Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ từ Phan Phan Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, với số tiền nhiều triệu đô la Mỹ, nhưng nhờ vào uy quyền của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cho nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc là nhận hối lộ 5 tỷ đồng và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thạo tin, Nguyễn Duy Linh mang tiếng là đang ngồi tù, nhưng với ông ta thì cũng chỉ như đi nằm viện nghỉ dưỡng. Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một bố già khét tiếng trong ngành công an. Theo tin đồn, do nhục nhã và cay cú, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã thề thốt là sẽ bắt bằng được ông Nguyễn Xuân Phúc. Sắp tới, Nguyễn Xuân Phúc có thể bị khởi tố tội nhận hối lộ. Còn Trung tướng Trần Văn Vệ có thể bị khởi tố vì liên quan đến tội bỏ lọt tội phạm và bảo kê đánh bạc. Trang mạng thời báo.di cũng đưa ra bình luận cho biết rằng những ngày vừa qua, nhiều tin đồn cho biết sẽ có một chiến dịch long trời lở đất. Lần này, cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là người bị cho lên thớt. Nguồn tin nội bộ cũng xác nhận với trang mạng thời báo.di về tin đồn này. Nếu đây là sự thật, thì có thể nói là một vụ án lớn chưa từng có từ trước đến nay. Cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị phải sổ khám. Đó là ông Đinh La Thăng, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ông Thăng thì chưa có ủy viên Bộ Chính trị nào phải ngồi tù. Nếu tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm được điều này, thì cho thấy quyền lực của tô lâm đã vượt qua nguyễn phú trọng và đồng thời cũng vượt người tiền nhiệm về mức độ tàn bạo có thông tin cho rằng ông trọng trước khi nhắm mắt đã nhắn nhủ với tô lâm là phải bắt cho bằng được nguyễn xuân phúc tuy nhiên trước khi mất ông trọng đã rất yếu và liệu ông có đủ minh mẫn để nhắn gửi việc này hơn nữa lại gửi gắm tâm tư với một người phản chắc như tô lâm hay không nếu ông trọng có ý đồ thịt nguyễn xuân phúc thì ông thừa sức làm khi ông còn khỏe mạnh bởi tại thời điểm hạ bệ nguyễn xuân phúc quyền lực của ông trọng là rất lớn đủ để cho ông phúc phải sộ khám trong nhục nhã vậy nên rất có khả năng tô lâm chỉ mượn danh của tổng bí thư nguyễn phú trọng để danh chính ngôn thuận hốt bảy phúc và đẩy mối thù sang người đã khuất từ khi tô lâm công khai tạo phản ông ta không hành động vì bất kỳ ai kể cả tổng trọng ông ta chỉ hành động vì lợi ích của bản thân ông và lợi ích của phe nhóm hưng yên của mình cho nên nếu cho bắt nguyễn xuân phúc thì tô lâm cũng chỉ vì tư thù và vì lợi ích của bản thân ông hiện nay có một số nhân vật tứ trụ đã về hưu lại đang dục dịch nổi lên có ý đồ muốn giật dây các thế lực khác bọn họ không có thực lực để đối đầu với tô lâm nhưng với kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều năm trên chiến trường với sự hiểu biết về từng đối thủ họ sẽ bày mưu tính kế cho những thế lực đương chức để đối đầu với vị tân tổng bí thư tô lâm nếu tô lâm không ra tay triệt hạ những quan chức về hưu này thì ông ta cũng sẽ khó có thể yên ổn với họ sau khi ông trọng qua đời nguyễn tấn dũng đã ra mặt đi kết nối nhiều nơi ông dũng vốn là quân sư của thủ tướng phạm minh chính và bây giờ ông ta đang dùng uy tín để kết nối nhiều thế lực khác và tạo ra một bất lợi không nhỏ với nhóm hưng yên của tô lâm ngoài nguyễn tấn dũng thì cựu chủ tịch nước trương tấn sang cũng rất năng nổ giúp nhóm hà tĩnh chiến đấu với các nhóm khác trên chính trường nếu để tư sang dùng trò giật dây này mãi thì nhóm hưng yên của tô lâm cũng phải vất vả để đối phó Ngoài hai nhân vật miền Nam nói trên, còn có các ông Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng. Những người này từng lăn lộn ở thượng tầng chính trị, cho nên rất am hiểu những ngón đòn của các phe phái. Nếu không có cách để sàn mặt những người này, để buộc họ phải co vòi, thì Tô Lâm sẽ phải vất vả rất nhiều. Các nhân vật về hưu cũng đều dính chàm, và chắc chắn trong tay Tô Lâm có hồ sơ đen của họ tuy nhiên cần phải đánh vào mắt xích yếu nhất thì mới đem lại hiệu quả lớn nhất mà kẻ yếu nhất trong số các tứ trụ đã về vườn có lẽ không ai khác là nguyễn xuân phúc từ khi về vườn làm người tử tế nguyễn xuân phúc không ồn ào không kết nối với các thế lực đương thời như tư sang và ba dũng ấy vậy mà ông phúc mới là người bị tô lâm đưa vào tầm ngắm chứ không phải hai nhân vật còn lại nếu Nguyễn Xuân Phúc sổ khám, thì rõ ràng Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang sẽ nhận ra rằng vị trí của các ông không còn là bất khả xâm phạm nữa. Cho nên, bắt Nguyễn Xuân Phúc sẽ có sức gian đe rất lớn, nhất là đối với hai nhân vật đình đám một thời ở miền Nam. Kính thưa quý vị, ngày 3 tháng 8 năm 2024, báo chí cách mạng tại Việt Nam đồng loạt đưa thông tin viết rằng Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100% bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Rất nhiều người bàn luận về chữ suy tôn mà báo chí Việt Nam đột nhiên sử dụng để nói về việc ông Tô Lâm lên nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Từ suy tôn được sử dụng lần đầu tiên sau năm 1975 để nói về một lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều trông có vẻ bất bình thường. Có người cho biết lịch sử Đảng Cộng sản chưa có ai được vinh dự này kể cả ông Hồ Chí Minh. Người đọc sách Tàu hay coi phim Tàu sẽ thường thấy Võ Lâm suy tôn Minh Chủ. Minh Chủ Võ Lâm chỉ cần mạnh, giỏi võ, thi đấu thắng được mọi đối thủ thì được suy tôn làm minh chủ võ lâm. Xét về một mặt nào đó, Tô Lâm cũng có thể được coi là đã dùng sức mạnh quyền lực trong tay để nghiền nát tất cả các đối thủ chính trị của mình. Họ có thể không tâm phục khẩu phục, nhưng mà vì lo sợ mất ghế, mất của nên phải chấp nhận. Chưa từng có trong lịch sử của Đảng Cộng sản, một loạt 26 ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bị thôi chức vụ và bị xử lý hình sự, trong đó có hai chủ tịch nước, bốn phó thủ tướng và một trưởng ban tổ chức trung ương bị buộc thôi chức vụ, một bộ trưởng, chủ tịch thành phố Hà Nội cùng với sáu bí thư các tỉnh phải nhận án tù. Ông Nguyễn Phú Trọng tới cuối đời khi đó dường như rất cô độc, còn bị ham he truy cứu vụ dự án khu đô thị Nam Thăng Long, Ciputra Hà Nội khi mà ông Trọng còn làm bí thư thành ủy Hà Nội. Xin được nhắc lại, chính quyền thành phố Hà Nội dưới quyền của bí thư thành ủy Nguyễn Phú Trọng đã đắc lực giúp doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng tiền thuế của nhà nước. Nếu truy ra, thì ông Trọng có lẽ cũng buộc phải làm đơn xin thôi các chức vụ như ba tứ chủ khác. Và có lẽ vì đòn chí mạng này đã khiến ông Trọng không còn chống đỡ nổi và đã phải chết trong cây đắng mà không thể nhắm mắt một đại tướng tô lâm kẻ đã cho người đi bắt cóc trịnh xuân thanh ở đức khiến quan hệ việt đức bị đóng băng một thời gian dài bản thân tô lâm là tiến sĩ luật trở thành tội phạm ở đức và slovakia vẫn có thể đường đường chính chính trở thành chủ tịch nước dưới sự đồng thuận của toàn bộ cơ quan lập pháp của việt nam một người cộng sản tô lâm luôn kêu gào là chuyên chính vô sản đã bị dính tai tiếng há miệng đớp miếng thịt bò sắt vàng ở London, trong khi cả nước đang vật vã đau đớn vì dịch COVID-19. Một tô lâm vì thủ cá nhân, cho bắt giam người nhại thánh rắc muối mà vẫn có thể sau đó được cả ban chấp hành Trung ương Đảng đồng thuận suy tôn làm tổng bí thư. Và không chỉ có ban chấp hành Trung ương Đảng, quốc hội xếp xe, mà cả ban tuyên giáo cũng tìm cách nịnh bợ tô tổng chủ bằng những từ ngữ khi cho sử dụng từ suy tôn trên tất cả báo mạng cho tới báo giấy của nhà nước. Chính phủ của ông Phạm Minh Chính cũng hùa vô nịnh nọt vì sợ làm tô tổng chủ Phật lòng thì lại đánh tiếp vụ AIC cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trên trang Facebook có gần 5 triệu người theo dõi của chính phủ có đăng toàn văn một bài viết của Tô Tổng Chủ. Trong phần giới thiệu, Người ta đã liệt kê đầy đủ các chức danh, học hàm, học vị của Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đọc bài viết dài hơn 2.000 chữ của Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm chỉ thấy sao nấu lại ý tứ trong những bài viết của các lãnh đạo đảng trước đó vốn là chủ trương chính sách của đảng, trích dẫn lời của Hồ Chí Minh và lặp lại từ những bài phát biểu của chính tiến sĩ luật học Tô Lâm tại lễ nhậm chức Tổng Bí Thư và tại buổi họp báo cùng ngày 3 tháng 8 năm 2024. Bài viết của Tô Tổng Chủ một lần nữa lại nhấn mạnh đến đoàn kết thống nhất trong đảng, từ trung ương đến chi bộ. Mỗi cán bộ đảng viên phải ra sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng, như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Và Tô Tổng Chủ cũng gian đe lần nữa sẽ chống tham nhũng không ngừng nghỉ không có ngoại lệ và không có vùng cấm vậy nên họ không suy tôn làm sao được không nịnh nọt làm sao được tấm gương trước mắt đó thôi nguyễn phú trọng còn bị bức tử phải chết tức tưởi bốn ủy viên trung ương đảng buổi sáng bỏ phiếu bầu tô lâm đắc cử tổng bí thư buổi chiều đã bị tân tổng bí thư cách chức họ suy tôn cũng phải thôi vì nếu không, người tiếp theo bị đem ra làm cồi, không là bản thân họ, thì cũng có thể là sân sau, sân trước của họ. Minh chủ võ lâm, chỉ có một cách làm việc, đó là ta mạnh thì ta chiến thắng, ta đã thắng rồi, nên thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trừ khi có minh chủ võ lâm khác mạnh hơn lên thay thế, không thì ta là minh chủ võ lâm suốt đời. Quý vị vừa nghe xong bài viết, Ai dám không suy tôn Tô Tổng Chủ? Bài viết của tác giả Thảo Vy được đăng trên trang mạng Việt Nam Thời Báo. Kính thưa quý vị, bình luận về sự kiện Chủ tịch nước Tô Lâm vừa được 100% Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam suy tôn làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản. Tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liêm đã nêu ra câu hỏi rằng có phải Tô Lâm là một trần thủ độ ngày nay? Trong bài viết được gửi đăng trên trang mạng BBC Việt ngữ, Tiến sĩ Nguyễn Hưu Liêm bình luận rằng, đang ở vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, liệu Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có tạo ra được những bước ngoặt lịch sử cho đất nước? BBC Tiếng Việt vào hôm 18 tháng 7 năm 2024 đưa tin rằng, vào ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông báo này do Văn phòng Trung ương Đảng phát đi cũng cho biết Bộ Chính trị đã phân công ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Ngày hôm sau, 19 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Nhiều dư luận cho rằng khi ông Trọng, mang danh người cộng sản, cuối cùng mất đi, chính trường Việt Nam có thể đi vào tình trạng hỗn loạn, điều đó đã không xảy ra. Tô Lâm không cho phép một sự mất trật tự chính trị nào cho Đảng Cộng sản. Hai tuần sau đám tang của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Tô Lâm làm Tổng Bí Thư với tỷ số là 100%. Điều đáng chú ý là giới quan sát đã tin liệu thế cờ quyền lực này của Tô Lâm và cũng không ai còn ngạc nhiên. Nhiều đánh giá cho rằng rất có thể trong 10 năm tới, Chính trường và thể chế chính trị Việt Nam là của Tô Lâm. Người ta lo ngại là một chế độ công an trị khắc nghiệt sẽ gia tăng cường độ dưới thời vị tướng công an mưu lược và bản lĩnh này. Điều này có thể xảy ra hay không? Tôi, tức là tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, hy vọng là không. Đây chính là thời điểm mà tân tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm nắm lấy nguyên lý lãnh đạo quốc gia của Nguyễn Trãi. Đó là đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thay cường bạo. Hãy nhìn lại lịch sử nước nhà. Đúng 800 năm trước, năm 1225, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua Trần Thái Tông phong Trần Thủ Độ làm quốc thượng phụ, như Thủ tướng Chính phủ hiện nay, và giao hết quyền chính sự cho ông. Ngay sau khi lên nắm chức vụ, Trần Thủ Độ phế thượng Hoàng Nhà Lý và bức tử vua Lý Huệ Tông dù ông đã đi tù. Chuyện kể rằng, khi Trần Thủ Độ đi ngang chùa chân giáo, thấy Huệ Tông đang nhổ cỏ trước sân, bè nói rằng, nhổ cỏ thì phải nhổ cả dễ sâu. Huệ Tông trả lời, điều ngươi nói ta hiểu rồi. Tối hôm ấy, tụng kinh Phật xong, Huệ Tông khấn rằng, thiên hạ nhà ta đã vào tay ngươi, ngươi lại còn giết ta, ngày nay ta chết đến khi các con cháu ngươi cũng sẽ bị xử như thế. Xong, ông ra vườn thắt cổ tự tử. Năm 1232, khi hoàng tộc nhà Lý tụ tập cho lễ kỵ tổ tiên ở làng Hoa Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, tức là quê hương của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trần Thủ Độ bèn cho đào hầm sâu, làm nhà cúng tế lên trên, đợi khi mọi người nhà Lý uống say, giật sập nhà xuống hố sâu, chôn sống tất cả. Sau đó chưa hết, thủ độ ra lệnh tất cả con cháu nhà lý phải cải tộc sang họ nguyễn trần thủ độ tuy không có học vấn bao nhiêu nhưng cũng theo đại việt sử ký toàn thư có tài lược hơn người được mọi người suy tôn biết tôn trọng ý kiến kẻ dưới ông là người có tầm nhìn lớn trên bình diện quốc gia không trả thù phạt không thiên vị người thân tộc về quyền hạn và quyền lợi trong triều đình biết lắng nghe phản biện can gián từ thuộc cấp Năm 1257, quân Mông Cổ xâm lăng nước ta, thế quân giặc như nước vỡ bờ. Vua Trần Thái Tông đích thân đánh giặc, nhưng phải rút về sông Lô và Thiên Mạc. Vua lo lắng tham vấn thủ độ và được tâu rằng, đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Cuối năm ấy, Trần Thái Tông xua quân lên đông bộ đầu, đánh bại quân Mông xâm lược, cứu được nền độc lập quốc gia. Nói về công và tội, thì trần thủ độ đều có đủ về mặt đức lý gia tộc thì ông đã làm nên nhiều điều thất đức với dòng họ nhà lý thì tàn bạo nhưng với cơ đồ đại cuộc ở giai đoạn sống còn mong manh của quốc gia trần thủ độ là một vị cứu tinh dân tộc sử gia lê thành khôi viết trong lịch sử việt nam rằng sự độc ác của trần thủ độ vượt mọi giới hạn của luật tự nhiên tuy nhiên ông cũng lại là người kiến tạo đích thực cho sự nghiệp lớn lao của nhà trần Chính ông đã bình định đất nước, vốn đang bị không biết bao nhiêu dối xen từ khi nhà Lý suy thoái, gây nên tàn phá và dựng lại một chính quyền và một quân đội có đủ sức mạnh và cố kết giúp Đại Việt đẩy lui được các cuộc xâm lược của Mông Cổ. Nhân dân mong gì từ Tổng Bí Thư Tô Lâm? Vậy, ta có mong rằng Tô Lâm có thể là một trần thủ độ ngày nay. Sự so sánh này chỉ có thể như là lòng mong mỏi hơn là một sự thật cá nhân. Hai con người nói trên ở vào hai giai đoạn xa xôi của lịch sử nước nhà vốn rất khác nhau. Tuy nhiên, trong góc nhìn giới hạn, ta phải hỏi, trong buổi giao thời này, liệu lãnh tụ Tô Lâm có mang một viễn kiến quốc sự lớn lao, bản lãnh nội trị ngang tầm với Trần Thủ Độ? Hãy bình tâm và khách quan suy nhìn, chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay đang đi vào thời kỳ với nhiều vấn đề khó khăn lớn từ cấu trúc thể chế, biện minh độc quyền, đạo đức cán bộ đến bản lãnh cá nhân lãnh đạo trên bình diện chung, xã hội thì ổn định và hòa bình, kinh tế dù đang gặp khó khăn nhiều mặt nhưng vẫn chưa đến mức khủng hoảng. Nói như tổng bí thư trọng lúc sinh thời thì Việt Nam chưa lúc nào được như bây giờ, đó là về mặt tích cực. Tuy nhiên, khi nhìn sang mặt khác thì dù không rối loạn như cuối thời nhà Lý 800 năm trước nhưng lòng dân và tâm tư đảng viên cán bộ đối với chế độ bây giờ đang mang nhiều bất ổn và rối ren. Nói chung, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi vào con đường đầy chắc trở và hiểm họa. Đảng Cộng sản đã hoàn tất vai trò lịch sử cho nhu cầu độc lập và thống nhất mà nhân dân và thời đại giao phó. Và ngày nay Đảng Cộng sản và ngày nay Đảng Cộng sản chỉ tồn tại như là một sự thể quán tính của một triều đại đang đi tìm lối đi mới cho chính mình. Điều thất vọng lớn nhất là Đảng Cộng sản vẫn do dự và thiếu ý chí mở rộng không gian tự do cho quốc dân khi nhu cầu trật tự và ổn định chính trị xã hội đã được thiết lập. Tình thế quốc gia đang chờ một lãnh tụ mới, một nhân vật mưu lược với bàn tay thép, dám làm những điều phi thường để đưa Giang Sơn vào một con lộ sinh mệnh mới. Nhân vật đó có thể là Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm câu hỏi liệu ông Tô Lâm có can đảm là một cuộc đại cải cách mang tính lịch sử hay không? Tôi hy vọng ông là người có tầm nhìn, khả năng, dám dấn thân can đảm để làm được điều mong đợi như thế. Những đề nghị cải cách khẩn cấp để bắt đầu mong Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hãy thực thi ngay 13 điều sau đây. Ân xá tất cả các nhân vật trí thức, nhân sĩ bất đồng chính kiến đang bị kết án, đang bị tù, hay đã thọ án trong nước và hải ngoại và phục hồi toàn diện quyền công dân của họ. Tạm ngưng thi hành các khoản hình luật liên quan đến các quyền tự do ngôn luận và phản biện của công dân, nhất là Điều 331 và Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2017, chấm dứt những giới hạn về ngôn luận trên không gian mạng, tôn trọng quyền tố giác tội phạm, biểu đạt ý kiến, phê bình, phản biện về các vấn đề nhân sự và chính sách quốc gia, từ trung ương đến địa phương chấp nhận phản biện dù ngôn từ có tiêu cực hay nặng lời đó là giá trị của một thể chế văn minh rộng lượng có khả năng chấp nhận khác biệt chính kiến bãi bỏ chế độ lý lịch đối với công dân cho mọi chức vụ ngành công quyền loại bỏ chính sách hồng hơn chuyên cho các vị trí lãnh đạo bổ nhiệm lãnh đạo các bộ ngành theo trình độ chuyên môn mở rộng cánh cửa tham chính và quản lý công quyền cho mọi khối đồng bào đặc biệt là trí thức việt kiều hải ngoại tách rời bộ công an ra làm hai bộ độc lập đó là bộ cảnh sát và bộ an ninh nhằm giám sát lẫn nhau giảm thiểu sự lạm quyền của ngành công an cải tổ sâu rộng cơ chế và tinh giản nhân sự hành tránh công quyền ở mọi cấp giải thể các tổ chức hội đoàn ngoại vi thiếu thực chất tốn kém ngân sách tăng lương bổng cho cán bộ các ngành nhằm giảm thiểu tiêu cực vì nhu cầu kinh tế tái tổ chức Bộ Tư pháp và đổi danh hiệu sang Bộ Công lý, bổ nhiệm công tố viên quốc gia, đóng chức năng truy tố hình sự từ trung ương đến địa phương, đổi mới toàn diện bộ luật hình sự hiện nay nhằm hoàn chỉnh nhu cầu công lý trong giai đoạn mới, gia tăng chức năng khả năng, vai trò giám sát quốc sự cho quốc hội. Hãy thực thi nguyên tắc hiến pháp rằng quốc hội là cơ quan quyền lực quốc gia tối cao, cải cách toàn diện bộ giáo dục và đào tạo và chính sách giáo dục đào tạo bổ nhiệm một chuyên gia Việt kiều trong lĩnh vực giáo dục làm bộ trưởng với một tầm nhìn và phương cách lãnh đạo mới từ cơ bản cải tổ sâu rộng bộ tài chính, cải cách cơ chế quản lý và giám sát ngân hàng, đổi mới chế độ thuế khóa vốn bất công và bất cập hiện nay, trong đó người giàu không đóng đủ thuế theo khả năng của họ, nhất là ở lĩnh vực bất động sản. Giải thể Bộ Tài nguyên và Môi trường để thành lập bộ gia cư và bất động sản nhằm giải quyết vấn đề nhà ở cho nhân dân và tái lập trật tự thương trường nhà đất thành lập bộ bảo vệ môi trường nhằm thực thi những chính sách mạnh mẽ khẩn cấp cứu nguy môi trường giang sơn cho một chương sử mới còn rất nhiều điều cần phải làm những điều nêu trên chỉ là những bước đầu khiêm tốn tối thiểu để dần đưa quốc gia sang một chương sử mới như trần thủ độ đã từng dẫn thân xây dựng triều đại nhà trần oai hùng và huy hoàng những hành động cải cách sơ khởi như thế sẽ ví như là tân tổng bí thư mạnh tay rút bỏ chùm rác vốn làm nghẽn ống cống trên đại lộ quốc gia đang ngập nước lịch sử nước nhà trong giai đoạn kế tiếp đang ở trong tay tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm nhân vật có thể trở nên một anh hùng khi việt nam đang cần một lãnh tụ xứng tầm với mệnh lệnh thời đại mong rằng tân tổng bí thư sẽ thực hiện đạo lý trị quốc như trong lời phát biểu của ông ở buổi họp báo sau lễ nhậm chức đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại kiên định lập trường quan điểm và thực hành dân là gốc nhân dân là chủ thể trung tâm của công cuộc đổi mới bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới phát triển được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh an toàn không ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dân đang mong chờ lãnh tụ Tô Lâm hành động. Bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Liêm là tiến sĩ triết học, luật gia ở San Jose, California. Kính thưa quý vị, một đời người như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù đứng trên góc độ nào thì vẫn có thể khẳng định đời ông là một đời cộng sản và đương nhiên mọi lý tưởng, ước mơ tâm huyết ông đều dành cho sự nghiệp cộng sản. Một sự nghiệp cộng sản có thành tựu. Thế nhưng, nếu hỏi với một đời cộng sản và lý tưởng của mình, ông đã để lại được những gì trước khi nhắm mắt, e rằng câu trả lời rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn bởi lẽ, người ta mới khen ông là người cộng sản thanh liêm đó, thì người ta cũng nguyền rủa ông là người cộng sản bảo thủ, hèn hạ và tham lam những người yêu mến ông thần tượng ông thì xem ông như một vị thánh cộng sản còn những người phản đối phanh phui ông thì xem ông như một tội đồ người yêu mến ông hâm mộ ông luôn nhớ đến ông như một người đốt lò chống tham nhũng vĩ đại nhất trong lịch sử các lãnh đạo việt nam một người có một đời sống thanh bần ngay trong lý lịch cũng tự nhận mình là thành phần bần cố nông và cả một đời làm lãnh đạo chỉ đi một chiếc xe cũ kỹ cọc cạch trong lúc các nhà lãnh đạo khác chọn siêu xe và chọn những thứ đắt giá người hâm mộ ông yêu mến ông luôn nghĩ về ông như một người coi trọng danh dự đam mê văn chương sống nhân văn và luôn khẳng định dưới làn áo mỏng này là một trái tim hồng rất hồng người ta luôn nghĩ đến một nhà quản trị kiệt xuất vượt qua biết bao thế lực và cám dỗ để leo lái con thuyền quốc gia dân tộc. Nói sâu xa hơn, người hâm mộ ông luôn tin rằng ông là một nhà lãnh đạo anh minh, luôn lấy chữ nhân làm nòng cốt. Tuy nhiên, những người phản đối ông lại nhìn thấy ông là một kẻ đóng diễn quá tốt trong vai trò người cộng sản thanh liêm của mình, và đằng sau vai diễn ấy là những ngọn võ cao thâm có thể quật ngã mọi đối thủ trong trò chơi quyền lực trong sàn đấu hết sức cay cấn và đầy thủ đoạn của chính trị việt nam hiện tại bởi người ta tin rằng nếu ông thực sự thanh liêm và coi trọng danh dự thì ông sẽ không cố chấp tham quyền cố vị và lèo lái vấn đề để thay đổi các quy định hiến pháp nhằm đạt mục đích làm lãnh đạo cho đến lúc già lúc chết và nếu thực sự công tâm thanh liêm ông sẽ không bao giờ để các ứng viên tổng bí thư bị rớt đài một cách đau đớn từ Nguyễn Xuân Phúc cho đến Phó Văn Thưởng và sau này là Phương Đình Huệ. Nếu nhìn bề ngoài, có vẻ như đây là cuộc chiến giữa Tô Lâm và các đối thủ. Nhưng nhìn sâu vấn đề, Nguyễn Phú Trọng lại đứng ở vai trò kẻ tọa sơn quan hổ đấu, tức là ngồi trên núi cao nhìn cọp cắn giết lẫn nhau và khi con hổ cuối cùng sống sót, chuyện gì sẽ xảy ra với nó, chắc là ai cũng rõ. Cuộc chơi của Nguyễn Phú Trọng trong võ đài quyền lực lần này là cuộc chơi đứt hơi, tức tuổi già, phong độ không đủ, thể lực đã kém nhưng tham vọng thống lĩnh còn quá cao. Khi con hổ cuối cùng liếm láp xong vết máu trên lưng của nó, thì nó chuyển sang một cái tát cực mạnh vào kẻ đã bày cuộc chơi và điều đáng nói là kẻ bày cuộc chơi hiểu và đề phòng điều này từ trước nhưng không còn đủ sức chiến đấu hoặc để bỏ chạy việc nhận một cái táp như một định mệnh một chung cuộc của trò chơi những người không ưa ông cho rằng trong thời đại mà ông lãnh đạo dường như việt nam đã hết sức nhún nhường trước trung cộng và các quan hệ với phương tây luôn ở mức cầm chừng các đồng chí của ông người nào nghiêng về phương tây có tư duy tây hóa đều bị ông cho vào lò chứ còn tham nhũng thì kẻ nào chả có thậm chí có kẻ tham nhũng tàn bạo vẫn nhơn nhơn ra đó đấy thôi lò chống tham nhũng của ông dưới cái nhìn này nó trở thành lò thiêu dành cho các đối thủ chính trị chứ không phải lò thiêu của nhân dân dành cho những kẻ tham nhũng và dưới thời ông lãnh đạo dường như các đảng viên cộng sản bị đày đọa kinh khủng nhất những người bị ông đày đọa có thể đã vào lò, còn những người từng là đảng viên cộng sản hoặc công thần như đảng viên Lê Đình Kình có đến 60 năm tuổi đảng, sống ngay gần mặt trời, thế mà khi ông Kình bị chết tức tưởi, nửa đêm bị tấn công, chóc nã, giết chết như thế, bị săn đêm bởi những người dưới quyền của ông Trọng, thì ông Trọng không những không bảo vệ mà không có lấy một tiếng nói nào để giúp cho người còn sống thoát bớt kiếp nạn. Điều này còn ghê gớm hơn cả Hồ Chí Minh, bởi chỉ ít sau biến cố cải cách ruộng đất năm 1954 đến năm 1955, Hồ Chí Minh còn khóc lóc buồn bã mấy ngày. Đến cả diễn để an ủi, ông Trọng cũng không làm được. Đặc biệt, những người không ưa ông Trọng cho rằng hình ảnh thanh liêm, thanh bần, bần cố nông của Nguyễn Phú Trọng chỉ là trò diễn kịch chính trị. Và đặc biệt, trong cuộc đời làm chính trị của mình ông ta đã quá may mắn vì được chết đúng lúc bởi trong trò chơi tọa sơn quan hổ đấu của mình ông quá tự tin mình là con người nhưng những con hổ đang đấu lại xem ông là con hổ và con chiến thắng sẽ đấu với ông trận cuối cùng may sao sức tàn lực kiệt ông trọng không chịu nổi cái tát của nó nên đổ gục nếu không ông kéo dài trận đấu mùi hôi thối đờm rãi của thân xác sẽ lộ ra, sẽ chẳng còn chút thể diện nào. Bởi, nếu như vụ 3.000 tỷ Siputra bị phanh phui và châm ngòi cho nhiều thứ khác cũng tiếp tục bị phanh phui, chắc chắn những thứ như thanh liêm thanh bần gì đó sẽ khiến cho hình tượng về ông Tổng Bí Thư bị đổ vỡ hoàn toàn. Hay nói khác đi, trong trò chơi chính trị của mình, ông Trọng rất may mắn ông ta nhận được cái tát ân huệ đúng lúc đúng thời điểm để đi vào lịch sử mà mọi thứ còn lại chẳng mấy ai phanh phui để làm chi bởi chẳng ai dại ném cứt vào tượng thờ mình đã đặt trên bệ cho dù nó như thế nào đó là luật chơi và ông chết rất đúng lúc đó là thành công lớn nhất của một đời làm đảng viên cộng sản ông chết khi ôm chức mà vẫn được ca tụng vẫn được tôn sùng nói một cách khác đi giả sử như có bàn tay nào đó tác động vào cái chết của ông trọng dù vô tình hay hữu tình thì bàn tay đó vừa là tội đồ vừa là ân nhân của ông trọng tội đồ bởi nó đã lấy đi sinh mệnh của ông nhưng lại là ân nhân bởi nó đã lấy đi sinh mệnh trong lúc danh dự của ông chưa bị tổn thương gì cả chưa bị phanh phui bất cứ điều gì và ông vẫn là thần tượng của những người yêu mến ông thứ mà cả đời ông cần là danh dự bởi ông có thừa tiền. Điều này khác với thứ mà người khác cần, tức là tiền, không phải bởi họ thừa danh dự nhưng họ chưa đủ quyền lực để bảo đảm số tiền nhiều để mua danh dự. Ông trọng có quyền lực, có tiền, làm sao người ta có thể đếm xuể. Thứ ông cần là danh dự và ông đã chết đúng thời điểm, đúng cơ hội, không hề sớm cũng không hề muộn ông chết với hình ảnh thanh liêm quý vị vừa nghe xong bài viết nguyễn phú trọng một đời còn lại gì bài viết của tác giả viết từ sài gòn được đăng trên trang blog đài á châu tự do kính thưa quý vị trong chính trị nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở việt nam hiện nay vào giai đoạn hậu nguyễn phú trọng tới đây thật khó mà vạch ra một danh giới rõ ràng giữa xa đi và dừng lại giữa kết thúc và khởi đầu một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là dù rừng khuya đã tắt nhưng cái lò nhân văn nhân nghĩa nhân tình của ông trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không đây là điểm bất định đầu tiên chẳng ai dám đưa ra một lời dự báo chắc chắn giới phân tích Nói nhiều về sự toàn thắng của Tô Đại tướng, tân chủ tịch nước Tô Lâm, nhưng mấy ai trả lời được thật rạch ròi, liệu Tô Lâm sẽ giảm nhiệt cái lò bát quái của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, hay là tân chủ tịch nước sẽ tiếp tục tăng nhiệt và đốt tiếp bầy sâu bự nhằm dẹp nốt mọi mầm mống chống đối trên con đường tiến lên ghế cửu trùng tổng bí thư và rất có thể sẽ nhất thể hóa luôn hai ngôi vị Tổng bí thư và chủ tịch nước lại là một. Những câu hỏi ấy đều quá sớm để đưa ra câu trả lời vào lúc này. Điều bất định thứ hai trong tương lai là gì? Chưa thể khẳng định, một giai đoạn lịch sử mới đang ló dạng. Các sự kiện, bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam công bố đến nay, tin tức về lễ quốc tang, về việc ông trọng được tặng huân chương sao vàng và việc bộ chính trị phân công ông tô lâm chủ trì công việc của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư theo trách nhiệm quyền hạn quy định tuy là có gây xúc động nhưng sức khỏe của ông trọng từ lâu đã không còn là bí mật quốc gia và cho đến nay nó cũng chỉ thu hút sự quan tâm của một bộ phận dân chúng và xã hội đơn giản vì những sự kiện ấy chưa nêu bật lên được các xu hướng nổi trội nào trong dài hạn ít nhất là cho đến Hội nghị Trung ương 10, nơi mà mấy trăm ủy viên Trung ương Đảng sẽ bầu ra một Tổng Bí Thư mới, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ Trần, mà trước đó đã không diễn ra một nghi thức từ chức công khai nào, chỉ có một thông báo chính thức của Bộ Chính trị, nguồn gốc gây ra nhiều giả thuyết. Bất định thứ ba là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không tuân thủ theo các nguyên tắc của điều lệ cử thường trực ban bí thư tức là phó bí thư thay thế đảng trưởng để điều hành hoạt động của ban chấp hành trung ương đảng ít nhất cho đến khi trung ương họp lịch sử gần đây đã có tiền lệ ban chấp hành trung ương đảng phủ quyết đề xuất của bộ chính trị định kỷ luật đồng chí ít và ông trọng đã phải khóc trước đài truyền hình quốc gia về việc đó tương tự các đồng chí trung ương tại đại hội 13 cũng đã phủ quyết ý đồ của chính tổng bí thư trọng trong việc đôn thường trực ban bí thư Trần Quốc Phượng lên làm người thừa kế để thay thế ông Trọng. Đấy là chưa nói. Từ nay đến Trung ương 10 hoặc sớm hơn, kể cả đến Đại hội 14, còn bao nhiêu nước chảy qua cầu, từ cánh nghệ tính đến chân rết của thế lực Nguyễn Tấn Dũng trong Nam, liệu tất cả sẽ quy phục tân chủ tịch nước trong một sớm một chiều. Bất định thứ tư đường lối đối nội đối ngoại tới đây của tân Tổng Bí Thư sẽ là gì? Dư luận còn nhớ, vào sáng ngày 10 tháng Giêng năm 2024, Đại tướng Tô Lâm đã tiếp Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Cộng. Trong buổi đó, Tô Lâm đã đề nghị tăng cường trao đổi về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan chủ nghĩa xã hội, đảng cầm quyền, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Đối với Tô Đại tướng, kịch bản Đà hổ diệt ruồi sao chép từ Tập Cận Bình có thể là vẫn chưa đủ. Tân Chủ tịch nước tương lai, ngay từ bấy giờ, muốn có một bản sao hoàn thiện hơn về đường hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chưa hết, ngày 17 tháng 2 năm 2024, trên toàn cõi Việt Nam, là ngày khởi đầu cho những tuần, những tháng dỗ tập thể. Thay vì tưởng niệm hàng vạn dân thường và bộ đội đã bị bỏ mạng, và hy sinh trong chiến tranh xâm lược từ bên kia biên giới trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1989 thì Tô Lâm đã hành động một cách khác người. Vào tối hôm 17 tháng 2 năm 2024 tại nhà hát Hồ Gươm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, đại tướng công an Tô Lâm đã linh đình tổ chức một bữa đại tiệc âm nhạc chào xuân giáp thìn, báo chí trong ngành công an bốc lên tận mây xanh bữa đại tiệc âm nhạc và cũng là ngày dỗ khởi đầu cho đại lễ dỗ tập thể ấy bằng những ngôn từ như là tinh tế sang trọng và đậm sắc xuân bất định thứ năm làn sóng phản ứng quốc tế đối với sự lên ngôi của tô lâm cả về mặt đảng lẫn chính quyền sẽ ra sao khi mà ai cũng biết rằng dịp tân chủ tịch nước nhậm chức hầu như rất ít các nguyên thủ quốc gia thế giới gửi điện mừng lần này theo một nguồn tin nội bộ không tiết lộ danh tính bộ chính trị có kế hoạch sẽ tổ chức một đại tang hoành tráng với sự có mặt của các quan khách quốc tế hay ít ra có đại diện đoàn ngoại giao tham dự nhưng các thăm dò qua đường ngoại giao cho thấy rằng sự chấp nhận lời mời tới hà nội dự quốc tang không mấy thuận lợi chưa rõ quyết định sau cùng của lãnh đạo ba đình sẽ như thế nào nếu một quốc tang mà chỉ có đại diện của Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên cùng với Lào và Campuchia tham dự thì hẻo quá. Chưa hết, sau quốc tang, cố Tổng Bí Thư sẽ được chôn cất ở đâu? Về Đông Anh, quê hương bản quán theo nguyện vọng của gia đình hay lên Tam Đảo theo yêu cầu của tổ chức cũng là một vấn đề đại sự. Giấc mộng được chết trên ngai vàng, giấc mộng được chết trên ngai vàng của cố tổng bí thư Quý phú trọng đã thành tựu tuy nhiên các kế hoạch khác mà ông chuẩn bị để ngồi lại nhiệm kỳ thứ tư đành bị giang dở di sản ông để lại còn hàng loạt các vấn đề cho hệ thống chính trị việt nam mà ai kế vị ông trọng cũng sẽ phải giải quyết tổng kết di sản của một đế vương cần có sự khách quan của các sử quan điều này quả thật khó thực thi ở việt nam hiện nay vì các thông tin chính thống thì đều phải viết theo lề đảng mọi tư duy phản biện đều bị cấm hoặc bị buộc tội hình sự đời sau sẽ nhớ những gì về ông nguyễn phú trọng theo tiến sĩ khoa học nguyễn quang a di sản của ông trọng là một người tham quyền cố vị kiên định chủ nghĩa mark lenin còn công cuộc đốt lò là hoàn toàn thất bại những di sản về đối ngoại thì chẳng phải của riêng ông trọng mà đó là của quyết định tập thể. Quý vị vừa nghe xong bài viết sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định. Bài viết của tác giả Trần Đông An được đăng trên trang web Đài tiếng nói Hoa Kỳ.